Công tác của Văn phòng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam do bà Kanivit Naraja, trợ lý tổng thư ký, trợ lý tổng giám đốc UNDP, giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra các chương trình, dự án do UNDP tài trợ tại tỉnh Thanh Hóa. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang nồng nhiệt chào mừng bà Kani Vignazara và các thành viên đoàn công tác của UNDP, giới thiệu với đoàn về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nêu tình hình, đặc điểm các loại hình thiên tai thường gặp tại Thanh Hóa, nhất là khu vực miền núi ven biển. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cảm ơn UNDP tại Việt Nam đã quan tâm tài trợ nhiều chương trình dự án góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, từng bước thay đổi suy nghĩ, nhận thức và tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống cho người dân, nhất là vùng dễ bị tổn thương do thiên tai trên địa bàn Thanh Hóa. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đồng hành của UNDP trong nỗ lực thực hiện các giải pháp phòng chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu. Đại diện đoàn công tác, bà Kani Vignaraja, trợ lý tổng thư ký, trợ lý tổng giám đốc UNDP, giám đốc chương trình phát triển Liên Hợp Quốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Thanh Hóa với đoàn công tác. Giới thiệu khái quát về các hoạt động của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng, bà Kani Vignaraja và đại diện UNDP tại Việt Nam mong muốn được chia sẻ cách làm, kết quả của các dự án do UNDP tài trợ đã và đang triển khai trên địa bàn Thanh Hóa, đồng thời khẳng định hiệu quả từ những mô hình thực tế sẽ là cơ sở kinh nghiệm để UNDP đưa ra những quyết sách, tiếp tục đồng hành với các địa phương để nhân rộng mô hình, giảm thiểu các rủi ro thiên tai, hướng đến tăng trưởng xanh. Tiếp đó, đoàn đã khảo sát một số dự án do UNDP tài trợ đã và đang triển khai tại Thanh Hóa gồm dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam giai đoạn 2017-2021. Trong đó, dự án thành phần được triển khai tại các huyện ven biển Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa và thị xã Nghi Sơn. Dự án hỗ trợ cộng đồng địa phương phát triển bền vững cây sói rừng để cải thiện sinh kế và tăng cường sức khỏe miễn dịch ở cộng đồng người Thái tại xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Thời gian thực hiện từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. Các dự án đã và đang góp phần tăng cường khả năng chống chịu tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương, hỗ trợ phát triển sinh kế, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên, đa dạng sinh học hướng đến sự phát triển xanh và bền vững. We'll be right back.